Chân Thép xin chào tất cả mọi người nha mọi người. Lại một đêm đi sang năm mới thất bại nữa mọi người ơi. Ai cũng vậy, cũng phải riêng mình đâu. Nhưng mà hôm mình đi cũng khuya mấy, mình hôm mình đi cỡ 10 giờ mình về rồi mọi người. Nếu không lên thì mình về. Người ta về hết mình về luôn. Bây giờ mình mới chạy vô mình kiếm nấm dầu tiếp mọi người. Mình chạy vô đây mình thấy nè mọi người. Mới lú lên nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đây nè. Nấm dầu thì mình tay không có cao nhưng mà cũng ở được tiền xăng mọi người. Thì ngày hôm qua thì mình cũng kiếm được ít tiền xăng. Chứ mình đi hoài, đi nấm mối chạy hoài luôn mà không có đi. Nó có thì cũng ngon lắm. Mà nó không có thì mình cũng không có tiền xăng mà đổ luôn mọi người ơi. Mình cố gắng chạy vô mình kiếm tiền xăng mới nè mọi người. Ngủ được ham được cũng được 3 tiếng. Trời, ok. Đẹp dữ lắm. Đây mọi người. Đây cũng ngon. Giờ này cái loại nấm này thì ban đêm nó lên không bằng ban ngày nha mọi người. Ban đêm nó lên không bằng ban ngày. Ban ngày có nắng lên dữ lắm mọi người, nó lên nhanh lắm. Nó ban đêm này, nó mới lên bởi vì nó nhỏ nhỏ mọi người. Nó được to. Nãy mình kiếm bên kia cũng được cài bắp nè mọi người. Mình mới chạy ra tới thôi. Bây giờ mình nhỏ nha mọi người. Mình nhỏ. Bây giờ mình tay mình nhỏ, mình tay quay cũng khó lắm mọi người. Xem thông cảm nha. Giờ để mình nhỏ xong đi đám khác có mình quay cho mọi người xem tiếp nha mọi người. Cái nấm này giờ này nó chưa lên mấy mọi người. Nè, như là nó nở vậy nè. Nó không mọi người. Còn trứng này, còn trứng này nè. Còn quá trời nè. Như cái này nè. Mới vừa lửa lú. Cái này thì được, lấy được rồi mọi người. Đó. Có vài cây thôi. Giờ này chưa lên nhiều nha mọi người. Hôm nay cái trời ánh nắng mọi người, cái loại nấm này nè. Xíu trời nắng chứ giờ này chưa lên mấy người, nó mới nứt lên này. Phải mình lấy đại mấy cái nào nó lên rồi mình lấy, còn cái nào chưa lên thì mình chưa trễ thì nắng mình ghé lại mọi người nha. Cái nào lên trước thì mình lấy trước đi, cái giờ này ở đâu cũng vậy. Giờ này còn tới xíu luôn. Nó sáng lên dữ lắm mọi người. Đó. Mấy cây thôi. Thôi nằm dưới đất như vậy nè mọi người. Cục nhiêu nó cũng nhẹ tân này. Này đây mình bẻ nha mọi người. Bữa nay sao có ít quá mọi người. Lên chỗ hông nè mọi người. Vài cây. Chỗ này ngày 3 thường nó lên dữ lắm mọi người. Bữa nay lên nó xịt rồi. Mấy cọng không? Mấy tay mọi người. Nó dở quá. Chắc nấm nghỉ lên rồi sao mọi người ơi. Hết mưa, không có mưa hôm nay. Nếu mà mưa mình đi dắt nấm mối rồi chứ không phải đi nấm này nữa đâu. Nấm này còn kia không lên. Đi nấm mối. Chuyện này có tiền xăng không đây? Nãy giờ mới ngục mấy tay có mấy tay không phải như lên về ba nó tay này phải lên nhiều một chỗ, có khi cả ký lô á mọi người, ký lô chứ không phải đâu. Bây giờ con tay cái này rời. Bây giờ để mình bể mấy chỗ này xong mình gặp chỗ nào mà nhiều mình quay cho mọi người xem nha mọi người. Đây cũng được mới nè mọi người. Thấy không mọi người,
mở không gỡ, nghe là nhiều rồi. Chứ bữa nay là không có nhiều mọi người, bảy tay bảy tay lên hơi dù dù nữa rồi, vài tay thôi, không có nhiều. Cái nấm này dễ bị người ta chê lắm mọi người, cái chuyện nó thấp á, từ lúc nó mối á, nó hơi dù, nó bị dù nhưng mà nó đẹp á mọi người, nó còn cây nó bự, người ta còn lấy búp cho mình được. Cây này, cái nấm này nó kinh tế nó thấp á, người ta già cá ra mọi người, mình tranh thủ mình lấy nha mọi người. Chút chỗ bãi mới mới đẹp 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 mà nhiều nhiều, mình quay cho mọi người xem tiếp nha mọi người. Mọi người vừa vài búp nữa mọi người, đây cũng vài búp nữa, đây vài búp mọi người. Bữa nay sao nó muốn gì lên nè mọi người, chỗ vài búp like sâu nào, ai điện gì đó có hả? À, ông ở bển cân hả? Anh nè. Anh số nè. Hả? Anh nè. Ờ. Ừ. Ờ. Chưa đâu anh, tao mới chạy vô đây mà. Vậy hả? Vậy hả, mày bẻ rồi hả? À, mọi người ơi, để mình bẻ cho mọi người vài búp này ha. Được mấy tay nữa mọi người. Bốn tay. Đây nè. Đây nữa mọi người. Để được vài tay nữa. Sao nó nứt đầu nữa. Người tay bự bự không? Đây nè mọi người, đây cái trứng nè, đây nó nở, cái trứng nó quá trời nè, mình lên nè mọi người, mình đi hơi sớm, trứng quá trời nè, trứng nè, đây mà chạy xíu nữa nó nở ghê lắm mọi người, lên ghê lắm, chắc mình lấy trứng này luôn mọi người đó. Gà lấy bọc này, vô gà lấy bọc mình lấy cái mấy cái trứng gì luôn, chút mình gọt sao nha mọi người. Tại vì hôm nay mình thứ sáu mình không có thời gian nhiều cho mọi người, mình tranh thủ hơn mỗi bữa, thứ sáu là mình tranh thủ mình đi cân, 8 giờ là cân, người ta kêu 8 giờ cân nha mọi người, cân xong là mình chạy về tới nhà 9 giờ mình tắm rửa ăn uống đồ, còn đi hành lễ này mọi người thứ sáu. Vì những cái treo trước mình cũng nói với mọi người là thứ sáu là bên Hồi giáo mình là đi hành lễ chính á, mọi người lễ chính á, lúc sáu mình thấy cái nghĩa bọc này, mình để cái trứng riêng mọi người để mình gọt sau, và cái trứng mình để trộn chung mấy cái búp mà nãy mình nhỏ là nó giờ hết mọi người ơi. Cái kia là mình làm sạch rồi, thành phẩm rồi. Ừ. Giờ mình nhỏ nha mọi người, chứ có cái bãi hay nào đẹp đẹp nữa mình quay cho mọi người xem tiếp nha mọi người. À, mọi người ơi, em mình đang cân nấm mọi người. Người của mình nãy cân rồi, của mình có được 2 ký mấy rồi mọi người ơi, hôm nay á. Em này mua nấm nè. Nè mọi người. Nói chung là một buổi sáng thì mình đi người mấy vài ký mọi người, không có nhiều. Bữa nay thứ sáu anh em mình chuẩn bị về sớm mọi người ơi. Nấm có cân tại rừng nữa mọi người ơi. Mình cũng xin kết thúc video luôn mọi người ơi. Hẹn gặp tất cả mọi người những video sau. Chào mọi người.